Thân Lệ Khôn, nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần, thế nhưng tình duyên của Vương Lệ Khôn lại lận đận, mang danh tiểu tam trong quá khứ. Dù được khen ngợi là có ngoại hình, diễn xuất tốt, có thể trở thành tiểu hoa đáng tương lai. Vương Lệ Khôn sinh ngày 22 tháng 3 năm 1985 tại Mông Cổ. Cô là con của đất Thảo Nguyên tự trị, nhưng Vương Lệ Khôn lại nổi tiếng với nhan sắc mong manh, trong trẻo như nắng sớm, kể cả khi không trang điểm. Chính vì vậy, cô còn được cư dân mạng ưu ái gọi là nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc. Từ đam mê vũ đạo đến mối duyên với điện ảnh. Thuở thiếu thời, cô theo học tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, tốt nghiệp một trong những học viện vũ đạo nổi danh bậc nhất thế giới. Vương Lệ Khôn không theo đuổi sự nghiệp múa. Năm 2004, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ Khắc. Cô gái nội Mông Cổ bước vào làng giải trí với tư cách là diễn viên trong bộ phim Thất Kiếm Hà Thiên Sơn. Là diễn viên chưa kinh qua trường lớp chính quy nào, nhưng cô gái trẻ nhanh chóng bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Năm sau đó, nữ thần mặt mộc chinh phục khán giả qua bộ phim Hà Lưu Như Huyết, Mỹ Nhân Tâm Kế, Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết, Vũ Đồng Càng Khôn. Sự nghiệp thăng hoa, tài năng phát tiết, Vương Lệ Khôn gặt hái nhiều thành công với gia tài đồ sộ, hơn 40 bộ phim điện ảnh và truyền hình, giải thưởng cô cũng không thiếu. Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình mùa xuân năm 2011, giải thưởng đột phá của năm tại Quốc kịch Thịnh Điển năm 2012, nữ diễn viên quyền lực nhất tại Liên hoan phim quốc tế Trung Quốc London năm 2015. Ấy thế, nhưng thông tin về cô trên các phương tiện thông tin đại chúng khá khiêm tốn. Nữ cường Tô Mang, điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Lệ Khôn. Tình yêu vượt đại dương là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Vương Lệ Khôn vào vai một nữ cường nhân nơi công sở. Tô Mang, giám đốc một bộ phận kinh doanh du lịch của một tập đoàn du lịch quốc tế, đang làm việc và sinh sống cùng gia đình chồng tại Anh. Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng khi là một bà mẹ đơn thân, cuộc sống đời tư của Tô Mang không tránh khỏi bị các đồng nghiệp soi mói, bàn tán. Trong những lúc khó khăn ấy, cô vẫn luôn được một Trịnh Sở, Chu Á Văn thủ vai, chân thành khẳng khái giúp đỡ. Cũng từ những lần giúp đỡ ấy mà hai người dần nảy sinh tình cảm, con đường từ cấp trên, cấp dưới, từ những cuộc đối đầu gay gắt đến tình yêu của họ lại đầy gian nan và trắc trở. Vai nữ cường Tô Mang được đánh giá là điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Lệ Khôn. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn như Giải thưởng Nữ Diễn viên Châu Á Nhảy Vọt năm 2015, Giải thưởng Nữ Diễn viên Quyền lực nhất năm 2015, Giải thưởng Nữ Diễn viên Mới Xuất sắc nhất và mới đây là Giải thưởng Nữ Diễn viên Xuất sắc của bộ phim tình cảm năm 2017. Vương Lệ Khôn bị chê thiếu quyến rũ khi đóng Đắc Kỷ. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp Trung Quốc quá trong sáng, đoan trang khi đóng Hồ Ly Tinh. Vương Lệ Khôn đảm nhiệm vai chính trong Phong Thần Diễn Nghĩa, phim chiếu trên UEG từ ngày 8 tháng 4. Trên diễn đàn Douban, tác phẩm không được khán giả đánh giá cao về nội dung, kỹ xảo, diễn viên, nhận điểm số 3,4 trên 10. Vương Lệ Khôn bị chê là một trong những thất bại của tác phẩm. Trong tiểu thuyết, Đắc Kỷ là cô gái xinh đẹp mỹ miều, quyến rũ, trụ vương vì mê mẩn sắc đẹp của nàng mà lơ đãng việc triều chính. Do bị Hồ Ly Tinh nhập xác, Đắc Kỷ ngày càng tàn độc, nham hiểm, gây họa cho dân chúng. Nhiều khán giả nhận xét Lệ Khôn quá đoan trang trong sáng khi nhập vai. Cô ấy không hề toát lên vẻ quyến rũ của Đắc Kỷ. Bình luận của tài khoản Shifan nhận được hơn 4.000 like trên Weibo. Đông đảo khán giả so sánh Vương Lệ Khôn với Ôn Bích Hà, người đẹp từng diễn vai Đắc Kỷ, cho rằng Lệ Khôn không bị kịp đàn chị khả năng diễn xuất, phong thái. Đối với bản của Vương Lệ Khôn thì nhân vật Đắc Kỷ này dường như đã trở nên dịu dàng, không hề gây ra tai họa gì cả. Không còn là yêu cơ trong truyền thuyết nữa rồi, vì vậy mang đến không ít sự hụt hẫng trong lòng khán giả. Có dân mạng còn cho rằng đây chính là Đắc Kỷ đơn thuần nhất. Bản thân Vương Lệ Khôn cũng cảm nhận được sự nghi vấn của khán giả, nhưng theo cô, Lương Thiện chỉ là một mặt nhỏ của Đắc Kỷ. Về sau có rất nhiều sự chuyển biến mới, bởi vì nữ diễn viên đã đảm nhận một vai diễn có tính cách vô cùng phức tạp, nên duyên với hàng loạt mỹ nam đình đám. Trong những năm gần đây, sự nghiệp Vương Lệ Khôn bắt đầu trên đà thăng tiến khi cô liên tiếp nhận được những vai diễn nặng ký, cặp kè với dàn mỹ nam đình đám hàng đầu của làng phim châu Á. Dương Dương là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách người tình trên màn ảnh của Vương Lệ Khôn. Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong dự án phim truyền hình Vũ Đồng Càng Khôn. Vũ Đồng Càng Khôn là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thế giới huyền huyễn, nơi pháp sư, ma giáo và con người cùng chung sống. Chàng thiếu niên lâm động Dương Dương vì phải chịu gánh nặng báo thù cho gia đình nên phải rong ruổi suốt một hành trình dài. Ở đó, anh gặp và có cảm tình với hai mỹ nhân Lăng Thanh Trúc, Vương Lệ Khôn và Ứng Hoàng Hoàng, Trương Thiên Ái. Đầu năm 2015, Vương Lệ Khôn từng khiến fan phim Hoa ngữ phát sốt khi bộ phim Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết tung ra những hình ảnh đầu tiên. Sự lãng mạn, tình tứ và đẹp đôi giữa cô và mỹ nam Ngô Diệt Phàm khiến phim tạo được tiếng vang lớn nhiều tháng trước khi ra rạp. Dù chênh nhau đến 5 tuổi nhưng khi lên hình, Vương Lệ Khôn và Ngô Diệt Phàm vẫn có màn kết hợp vô cùng ăn ý, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Chiến thắng vang dội của tác phẩm nhân dịp Valentine 2015 nhờ một phần lớn vào cặp đôi chị em này. Cũng trong năm 2015, Vương Lệ Khôn được chọn đóng vai nữ chính trong dự án phim chuyển thể Hoa Lữ Sinh, đóng cặp cùng nam thần 7X Lưu Khải Uy.
Hai người hóa thân thành cặp đôi Nhan Tống, Tần Mạn vốn rất được yêu mến trong tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh của tác giả Đường Thất Công Tử. Không chỉ nên duyên với các mỹ nam Trung Quốc, Vua Lệ Khôn còn từng khiến dân tình xôn xao khi có dịp nên duyên với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum trong bộ phim Tình yêu tái sinh. Ngoài ra, cũng trong bộ phim này, cô còn được Trịnh Nguyên Sướng nhiệt tình theo đuổi. Bộ phim xoay quanh về tình yêu thanh xuân đầy đẹp đẽ nhưng cũng đầy tàn khốc của ba nhân vật. Sau nhiều sóng gió, mối tình tay ba cuối cùng kết thúc đầy bi kịch. Tuy nhiên, bộ phim vẫn kịp để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt tạo hình thiếu nữ trường trung học của Vương Lệ Khôn thời gian ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Quá khứ tiểu tam của bông hoa thanh thuần xứ nội mông. Ngay từ khi mới chập chững bước vào nghề, Vương Lệ Khôn đã phải lòng anh chàng diễn viên điển trai, thư sinh Kiều Chấn Vũ. Có tin đồn rằng, trong một buổi tiệc, Kiều Chấn Vũ nắm tay Vương Lệ Khôn tới và giới thiệu với toàn thể bạn bè thân thiết của anh. Dù chưa bao giờ chính thức công khai, nhưng mối tình bí mật 8 năm của họ từng là truyền kỳ của làng giải trí, khi nữ thần mặt mộc sánh duyên cùng mỹ nam không tuổi. Sau khi chia tay Kiều Chấn Vũ, Vương Lệ Khôn khiến công chúng hốt hoảng, sững sờ vì lộ ảnh qua đêm với nam diễn viên Vu Hòa Vĩ. Điều đáng nói là Vu Hòa Vĩ là người đã có gia đình êm ấm, anh và Vương Lệ Khôn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, dành cho nhau những hành động cử chỉ thân mật. Tin tức này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và danh tiếng Vương Lệ Khôn. Từ đó, cô mang danh tiểu tam, hồ ly giật chồng. Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp cũng không có bước tiến nào. Có lẽ vì áp lực dư luận quá đáng sợ, nên mối tình này cũng không duy trì được bao lâu. Năm 2017, Vương Lệ Khôn bị phát hiện hẹn hò với nam thần trẻ Lâm Canh Tân. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, đi dạo bộ và thậm chí còn đi xem nhà, dấy lên tin đồn sắp kết hôn. Lúc bấy giờ, chẳng một ai tin tình yêu này sẽ lâu dài và nghiêm túc, bởi lẽ Lâm Canh Tân là bad boy chính hiệu lừng danh Cbiz. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết, mẹ Lâm Canh Tân không thích Vương Lệ Khôn. Bà ra mặt phản đối chuyện kết hôn của cặp đôi vì cho rằng Vương Lệ Khôn lớn hơn Lâm Canh Tân nhiều tuổi, không phù hợp để sinh con dưỡng cái. Ngoài ra, quá khứ chẳng mấy vẻ vang của người đẹp cũng khiến mẹ Lâm Canh Tân nhăn mặt lắc đầu. Vương Lệ Khôn là một cô gái vô cùng lận đận trong tình duyên, nhưng dù sau này cô có kết hôn, sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc bên gia đình, thì cái danh hồ ly giật chồng năm ấy sẽ mãi theo chân nữ diễn viên, bởi vì đã một lần lầm lỡ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có thể sẽ phải trả giá bằng danh tiếng một đời.